Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Michelle Steele, cho chức vụ dân biểu liên bang. Good morning Monday, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy gửi lời chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.10/14.2. Mời quý vị vào trong trang nhà luoiđiensaigontv.com. Chào tất cả quý vị nào đang theo dõi trên Facebook cũng như YouTube nữa. Ngọc Lan hôm nay khỏe không? Khỏe. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Sáng thứ hai mà tươi. Tươi như bông. Tươi như bông. Thế có chuyện gì vui? Bây giờ cứ sáng vô cái anh Thủy hỏi là hôm nay biết ngày gì không? Cái phải lớn ngớ, may quá sáng nay mở ra thấy là ngày hôm nay là ngày quốc tế thầy cô giáo. Đó là em nói thiệt, chứ không phải là ngày thứ quốc hai tế là ngày, thầy cô giáo hôm nay là là ngày quốc tế, ngày thầy cô giáo là ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10. Chỉ biết ngày quốc tế thầy cô giáo thôi, thì mọi người giống như ở Việt Nam thì có ngày 20 tháng 11, đó là ngày của Việt Nam. Nhưng mà hôm nay cũng có một ngày cũng quan trọng lắm. Dạ, ngày gì? Là ngày đầu tiên công bố giải Nobel. Đúng rồi. Sáng nay Ngọc Lan cũng có thấy kết quả của giải y khoa. Mình sẽ gửi đến quý khán thính giả trong sắp tới. Chắc là phải bắt đầu từ cuối tuần, tại vì thứ bảy chủ nhật mình không có chương trình. Thì cuối tuần thì có nhiều cái chuyện xảy ra ở vùng Little Sài Gòn, nhưng mà cái mà khiến người ta chú ý nhất đó là cái cuộc diễn hành bằng xe của những người gốc Việt để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa. Thì cái cuộc tuần hành này thì nó diễn hành này mỗi khi mình thấy là đi bộ, người ta đi bộ cầm cờ, còn cái này là lái xe, có xe hơi, có mô tô. Thì cái này là cách đây khoảng chừng một tháng là đã biết tin rồi, và có cũng biết nhiều người từ những cái nơi khác người ta cũng tập trung tại đây để người ta đi. Thì cái cuộc diễn hành này nó thu hút khoảng hơn, người ta nói là đếm khoảng chừng phải hơn 200 chiếc xe tham dự. Rồi với cái số lượng người cũng khá là đông. Nhưng mà ngày hôm đó nghe nói là nó cũng rất là vui, nó rất là rầm rộ quanh khắp cái vùng Little Sài Gòn này, và cũng đã xảy ra một cái chuyện rất là đáng tiếc. Chắc anh Thủy có theo dõi cái đó. Ồ, đã. Thưa quý vị, nếu mà theo dõi trên Facebook hoặc YouTube, quý vị sẽ thấy một cái đoạn ngay ở ngã tư Westminster và Newland, ngay phía trước cái tiệm 7-Eleven á, thì không biết vì lý do nào những người gốc Phi Châu có vẻ bực bội khi mà thấy đoàn xe ủng hộ Tổng thống Trump á, họ sẽ bay vào, dừng xe lại, rồi trong cái tiếng kèn inh ỏi hết, họ bay tới, họ đánh một trong số những người đội nón đỏ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì rất tiếc là có thể là vì cái vụ mà tấn công nó quá bất ngờ, chúng tôi chỉ nghe được cái người cầm máy quay phim mới hét lớn lên là lấy cái cây đập nó. Thì sau đó người đó chạy thì cũng đã bị đánh mấy cái rồi, thì quay lại thì mới có người cầm cờ đó lấy cái cây cờ đập lên cái hai cái người gốc Phi Châu đó, rồi sau đó lại xảy ra những cái vụ ẩu đả tiếp tục. Ngày hôm qua đó thì Ngọc Lan có thấy khi mà cái chuyện này, có cái chuyện mà đánh nhau như vậy đó, thì Ngọc Lan thấy đầu tiên là trên Facebook của một người bạn, người ta nhắc đến chuyện này, hỏi là có biết gì về cái vụ đó không, thì Ngọc Lan theo dõi thì mới biết rằng là do khi mà chạy như vậy đó, thì cái lúc mà đoàn xe đi dừng lại chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, thì những cái người đó họ mô tả là những người homeless, chứ không phải là người dân bình thường. Thì họ mới đến, họ giật một cái cây cờ ở trên một chiếc xe đó, giật cây cờ như vậy thì mới xảy ra cái người ở trên xe đó mới nhảy xuống, rồi xong rồi cự cãi với nhau, rồi hai ba người homeless đó rượt đánh cái người trong đoàn biểu tình đó. Rồi tại vì lúc đó là mọi người ở trên xe cho nên chắc cũng khó để có chuyện mà người ta ùa xuống để người ta can thiệp, thì sau đó chỉ có
thêm, giống như là anh Thủy nói là có người người ta mới chạy đến, người ta hỗ trợ. Thì đó là một cái chuyện hơi đáng tiếc. Xảy ra ở trong cái cuộc diễn hành bằng xe để ủng hộ Tổng thống Donald Trump ngày hôm Chủ nhật. Qua cái việc này tôi thấy là cũng rút được kinh nghiệm, đó là đoàn người biểu tình nên có những người security, có thể là họ chạy mô tô tới lui để bảo vệ, hoặc là có những người đứng ra bảo vệ. Bởi vì quý vị nhìn thấy đó, những quý vị mà ủng hộ trong đoàn người đó, mình không có trẻ nữa, người phụ nữ rồi người cao niên vân vân đó, mà để cho những cái tên côn đồ nó đánh như vậy, mình không biết được. Lần đầu tiên mình thấy có một cái vụ ẩu đả như thế. Cho dù đó là người homeless thì như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà để bị đánh như vậy thì nó gây chấn thương, thì điều đó nó cũng rất là đáng tiếc. Trên những cái đoạn video khác Ngọc Lan được xem thì cũng có mô tô dẫn đầu cho cái đoàn diễn hành này đi. Rồi trên một cái clip khác nữa thì lại có cái người, khi mà người ta phỏng vấn những cái người mà có biết đến cái chuyện mà bị đánh á, thì nó là do cái lá cờ họ bị đốt nữa, họ có đưa coi bị đốt, bị đốt cái lá cờ bị một khúc. Thì đó là những cái chuyện mà nó xảy ra trong cái cuộc diễn hành của hôm thứ Bảy vừa qua. Nói chung là thu hút rất rất là đông người để mà theo dõi cái vụ này. Cũng liên quan đến cái chuyện mà cờ như vậy đó, thì ngày hôm qua ở sở cảnh sát ở Long Beach cũng có một cái chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là tự dưng một cái ngay tại trụ sở cảnh sát thì cái cờ của thành phố bị gỡ xuống và thay vào đó bằng cái cờ ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Thì đây là người ta nói cái này là không được phép, bởi vì đương nhiên khi mà một sở cảnh sát như vậy, họ nói họ không có đứng về một cái phe phái chính trị nào hết, họ chỉ là bảo vệ chung cho quốc gia. Thành ra là tự dưng cái sáng ngày Chủ nhật á, thì họ mới phát hiện ra cái chuyện này. Cái đó là lá cờ có chữ Trump rất là lớn và thêm cái dòng chữ nhỏ ở dưới đó là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đó. Thì họ cũng không biết rằng là ai đã treo cái lá cờ này lên. Nhưng mà khi mà treo cái lá cờ này lên rồi, cái cột cờ đó, họ còn giống như họ block cái lá cờ để cho không có dễ dàng để mà lấy xuống. Thì cuối cùng đó, cảnh sát ở Long Beach phải dùng đến cái máy cưa mới cưa ra được để mà tháo lá cờ này xuống và thay lại bằng cái lá cờ của riêng họ. Thì khi mà họ coi một cái video clip có ai đó đã quay lại thì nó rất là nhỏ để mà thấy rằng là tại vì cái chỗ này, cái trụ sở này họ đang xây sửa cho nên nó cũng rất là khó để mà vào. Thì chỉ thấy có một người nào đó quay mà rất là từ xa, chỉ thấy một cái chấm rất là mờ, thì họ đã nhảy lên giống như là một cái chiếc xe trailer để ở ngay cái chỗ mà xây dựng á, họ leo lên đây rồi sau đó thì họ mới tháo cái cờ ở đây xuống và gắn cái cờ mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump lên. Thì nói là cái chuyện này thì từ tối thứ Bảy thì đã thấy trên mạng xã hội xuất hiện cái hình ảnh này rồi, nhưng mà đến sáng Chủ nhật thì sở cảnh sát Long Beach mới thấy và người ta mới tháo cái lá cờ xuống, bởi vì nói là cái này là không được phép. Cũng nhân tin tức nói về Tổng thống Trump thì chúng tôi có những cái tin cập nhật liên quan đến ông bệnh COVID-19 như thế nào. Cho đến giờ phút này mọi người vẫn đang trông chờ, bởi vì chính Tổng thống Trump rất muốn rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Tin tức sáng nay ông McMadow tuyên bố là ông là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Trump đã khỏe rồi và ông rất muốn quay trở lại làm việc để tiếp tục các cuộc vận động tranh cử, nhưng mà còn nhiều vấn đề mà phải giải quyết lắm đối với Quốc hội nữa. Thì trong tối ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã gửi đến những người ủng hộ cũng như tất cả toàn dân cái lời nhắn là I get it. Đây là cái điểm nhiều người ngạc nhiên lắm, bởi vì ngay từ đầu đó thì ông đã từng khẳng định ông play it down, tức là ông dìm cái tin tức về COVID-19 xuống, bởi vì ông nghĩ rằng ông không muốn tạo nên cái sự khủng hoảng hoặc là hoảng loạn trong xã hội. Nhưng mà đến bây giờ khi mà cá nhân Tổng thống Trump bị nhiễm COVID-19, I get it, có nghĩa là tôi biết rồi, tôi hiểu được cái chuyện này rồi. Và bên cạnh đó ông viết thêm nữa để gửi đến cho mọi người biết. Đây là một cái hành trình rất là thú vị, very interesting journey.
Tôi học hỏi rất nhiều từ COVID-19. Tôi học bằng cách đi vào trường học. Ý ông nói ông phải vào bệnh viện bị nhiễm COVID-19 rồi mới hiểu được cái bệnh là như thế nào. Và bây giờ ông nói thêm, I get it and I understand it. Tôi biết rồi, tôi hiểu được nó rồi. Thì đây cũng là điểm để Tổng thống Trump sẽ có những cái phản ứng chúng ta mọi người chờ đợi, có thể hỗ trợ thêm trong cái tiến trình mà chữa trị COVID-19. Bên cạnh đó thì ông cũng rời bệnh viện Watergate một thời gian rất ngắn, bởi vì ông thấy số người đứng ở bên ngoài ủng hộ ông, rồi nói chung là những cái tin tức mà ủng hộ Tổng thống Trump, cầu nguyện cho Tổng thống Trump. Thậm chí ông phó Tổng thống Joe Biden ngay lập tức cũng gửi lời cầu mong cho Tổng thống Trump mau sớm lành bệnh. Và điểm đặc biệt nữa, ông Joe Biden đã ra lệnh cho tất cả cái ủy ban tranh cử cho ông lấy đi tất cả các mẫu quảng cáo nói xấu hoặc là chỉ trích Tổng thống Trump. Cho nên trong mấy ngày qua, cho đến khi nào Tổng thống Trump khỏe lại và tiếp tục vận động tranh cử ở các tiểu bang đó, thì hai bên sẽ đưa ra các lời bình luận cũng như các mẫu quảng cáo trở lại. Thì mọi người đang trông chờ quyết định cuối cùng tối hậu là do nhóm bác sĩ đang chữa trị cho Tổng thống Trump. Bác sĩ họp báo ngày hôm qua nói rằng hy vọng là hôm nay họ sẽ cho ông xuất viện. Nhưng mà xuất viện không có nghĩa là ông ra bắt đầu đi đi trở lại. Chỉ về lại tòa Bạch Ốc và được cách ly cho đến khi nào xét nghiệm rồi tất cả mọi thứ thấy Tổng thống hoàn toàn bình phục đó, thì ông sẽ trở lại cái chuyến vận động. Tổng thống Trump hiện nay rất muốn cái điều đó. Chúng tôi trở lại và gửi đến quý vị thêm tin tức cập nhật liên quan đến phu nhân Tổng thống Melania như thế nào ngay sau phần quảng cáo.